Con đường của thầy Thích Minh Tuệ đi trên đường bây giờ đó có nhiều người người ta đến để đi theo thầy, thầy thấy có trở ngại gì không thầy? Mô Phật, con hỏi vô thẳng vô cái vấn đề mà trở ngại của thầy Thích Minh Tuệ, Dạ. tức là thầy Thích Minh Tuệ nổi tiếng, Dạ. đi tới đâu cũng được ngưỡng mộ, Dạ. cũng được săn đón, cũng được bà con Phật tử chờ mong để Dạ. mà gặp gỡ, tại vì cái hạnh tu của ngài đó theo như mà so sánh đó, Dạ. thì hiện thời bây giờ, Dạ. trong thời điểm bây giờ, Dạ. cái thời điểm 4.0 này mà tìm ra được một vị sư thầy Dạ. mà chịu khó tu với một cái hạnh tu Dạ. của coi như là tối thượng thừa Dạ. của ở bên Phật giáo Dạ. đó, đó cái hạnh tu Chứ đó đúng không nó ạ? cao vậy đó, làm sao cái cách tu của ngài đó là theo theo cái pháp môn là khổ hạnh Dạ. đó, mà hồi thời xưa đó các thầy ra ra tu đó, ra mà bước vô cái đường tu đó thì các thầy bước vô khổ hạnh đó, Dạ. bước vô cái cuộc sống khổ hạnh, thành thử ra là cái vấn đề mà thầy Tuệ khi người ta phát hiện được thì người ta thán phục lắm. Dạ. Tại Thầy, sao? cái khổ hạnh 12 đầu đà đó là có cái gồm những cái gì thầy? Thì đó thì 13. thầy 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 đang luận tới nè, Dạ. luận tới vấn đề tu của ổng nè, Dạ. ha. Dạ. Tại sao ổng được, bà con thương tưởng tới hôm nay đó là nhờ cái đó đó. Dạ. Thầy đang nói nè, Dạ. thầy đang nói về cách tu của ổng nè. Tại sao gọi là đầu đà? Dạ. Đầu đà Đầu đà là cái ý nghĩa như sao cái thầy? đầu đà là nói về những cái vị tu khổ hạnh đó. Dạ. Những người đó không nhà không không cửa không chùa chiền, Dạ. cái pháp tu đó Dạ. không được phép ở trong nhà, ở ngoài gốc cây, ngoài bụi cỏ, ở ngoài trần trụi thôi, Dạ. hoặc nghĩa trang nghĩa địa, Dạ. chứ không có phép mà ở chùa, không Dạ. có phép cho vô nhà ta. Thì Dạ. cái cách tu khổ mà, tức là ở trong Phật giáo đó mà nói về cái hạnh đầu đà đó là cái hạnh cái tu khổ hạnh, cái cách tu khổ hạnh Dạ. theo như bây giờ đó, theo như là cái giai đoạn mà hiện tại giờ văn minh này đó, Dạ. kiếm được một vị sư thầy mà chịu khó bước vào đường đạo bằng hướng đó thì cũng khó lắm, khó kiếm được người thứ hai Dạ. thành thử ra bà con Phật tử người ta trọng lắm, người ta thương lắm, người Dạ. ta coi ngài cũng như là một Phật sống vậy đó, Dạ. đi tới đâu người ta săn đón cung phụng này kia ha, Dạ. đâu còn thấy đó, rõ ràng nó có nhiều người đó Dạ. một giờ khuya thức Dạ. dậy nấu cơm nấu nước này kia kia nọ để sáng, Dạ. khi mà ngài thức dậy là người đầu tiên đem tới để cúng dường, Dạ. cái lòng ngưỡng mộ Phật tử cao đến mức độ vậy đó, Dạ. người ta theo ngài đi tới đâu theo tới đó, đi ra 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 về tới đâu, tối nó ngủ gần đó cái khuya nấu cơm nó nữa cái sáng đem lại cúng dường, thấy Dạ. chưa, Dạ. tức là cái pháp tu của ngài Dạ. được người ta ngưỡng mộ và tôn sùng Dạ. đó, và chính chính các con cũng thế, các con dòm thấy đi, hồi xưa nay các con có thấy một thầy tu nào mà chọn cái pháp môn mà cực khổ vậy không nè, Dạ. phải không đó, cái này giờ ở đây người ta khen ngài là khen cái chịu đựng đó, Dạ. khen cái nắng nôi cực khổ, một là y phấn tảo, Dạ. tức là những cái y đó không phải người ta cho đồ lành đồ nguyên lấy, không có lấy, Dạ. chỉ lượm những cái đồ rách đồ bỏ thôi Dạ. mới dùng Dạ. đó, một cách ha. Hai nha, ăn một bữa, Dạ. ăn một bữa, một buổi ăn duy nhất mà thôi, quá 12 giờ không ăn nữa, quá 12 giờ ăn nữa người ta gọi là phí thời, tao không có ăn nữa, hiểu không, Dạ. uống thì được, uống nước này kia là được,
nhưng mà ăn thì không ăn nữa, không thọ trừng nữa. Yeah. Một ngày chỉ thọ trừng một lần. Yeah. Pháp mà người ta khen nhất là ngày đi chân đất. Yeah. Đậu trận, à, đổi nắng đổi mưa. Yeah. Đi nắng đi mưa luôn. Yeah. Chứ không phải mưa mà đục, thấy chưa? Đi mưa luôn. Đi mưa luôn. Trên bước đường đi đó. Yeah. Đó mưa vẫn đi, không đụng mưa. Yeah. Ta chịu cực khổ mà. Và trên những bước đường đi đó coi như là chưa có tính là cái bước chân vừa nghỉ ở đâu hết. Tại vì sao? Người ta dùng cái pháp kinh hành để độ sinh, à, để cho Phật tử, để cho tất cả chúng ta. Yeah. Nhìn thấy được rằng ở trong Phật giáo chúng ta còn có những vị tu sĩ đúng mực. Yeah. À, và thực sự đáng được tôn kính. Yeah. Con thấy đó, Ngài có những cái hạnh rất tốt, trước mắt chịu cực chịu khổ. Yeah. À, đội nắng đội mưa đi di hành, đi từ nơi này sang nơi khác, lại đi từ Nam ra Bắc. Yeah. Đó, và đi vậy đó, lần này lần thứ tư rồi thì chúng ta mới gặp gỡ và phát hiện đấy thôi. Yeah. Và chúng ta mới đưa Ngài lên là do cái gì? Do cái thời cơ. Yeah. Cái thời cơ tu hành đã chín mùi rồi. Yeah. Không phải người ta mới gặp Ngài, à, mà người ta đã gặp Ngài nhiều năm trước rồi. Yeah. Và Ngài đi pháp môn đó đó. Yeah. À, người ta đã thấy rồi, thành thử ra bây giờ người ta gặp lại Ngài thì qua những cái năm tháng đó, à, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng ở đây là một vị sư đã bước vào đường đạo nhiều năm trước rồi, chứ không phải là cái người mới bước ra để mà mua danh. Yeah. Cầu lợi. Nên, và chúng ta chuyển vào vấn đề nói mua danh cầu lợi thì cái vị sư này, vị sư phán xét là cái người không phải mua danh cầu lợi. Yeah. Mua danh cầu lợi sao được, cúng dường tiền không lấy mà cầu lợi cái gì. Yeah. Con có danh mới có lợi. Yeah. À, con tạo cái danh cho người ta tham phục để người ta cúng dường có đen. Yeah. Còn cái ông này ông không có cần ai mà khen tặng á. Tại yeah. sao ông có cần cái đồng tiền cúng dường đâu mà cần ai mà khen. Thầy, nhưng mà bây giờ là nhiều người theo thầy Minh Tuệ quá rồi, con đường tu thầy Minh Tuệ có bị ảnh hưởng bởi vậy tới đâu rồi? Bởi vậy đó, ban đầu chúng ta phải luận vô cho sâu. Yeah. Cho hiểu về cái cách tu của Ngài nó tuyệt vời ở chỗ nào, nó hay chỗ nào, để chúng ta mới đến cái phần hai là quá tuyệt vời, phải không? Yeah. Cái hạnh tu của Ngài tốt quá, phải không? Thành thử ra bây giờ đó mới có cái phần hai, tức là cái số người theo Ngài quá đông. Yeah. Mà cái số người theo Ngài thì là nó nhiều loại người chứ không phải một hạng người. Yeah. Một nhóm theo Ngài để học hỏi, học tập, để tu. Yeah. Cũng có anh đó nghe. Một số theo Ngài để lợi dụng danh tiếng của Ngài để có mặt mình trong đó. À, hai. Yeah. À, và một nhóm theo Ngài cũng bằng cái tâm đạo cúng dường vậy. Yeah. Yeah. Nó nhiều lắm ở trong đó, ma Phật Phật. Yeah. Nói chung, bây giờ trên đường đạo, trên bước đường tu của Ngài, Ngài đang gặp trở ngại bởi cái sự ngưỡng mộ, bởi cái sự thần thánh quá của Phật tử đối với Ngài. Nên, à, người ta tôn trọng Ngài, người ta lễ lại Ngài, người ta coi Ngài như là một vị Phật sống trên cuộc đời hiện hữu vậy. Yeah. Tại vì người ta so sánh, trời ơi, các thầy tu trên thế giới ở đâu không biết, nhưng mà tại Việt Nam người ta kiếm một người chịu khổ hạnh, chịu thực sự là một tu sĩ, bỏ hết tiền không nhận rồi là số dách rồi, phải không? Yeah. Đó, cái đó là cao nhất trong các hạnh. Cái yeah. tham mất rồi à, thì tất cả các cái khác khó. Yeah. Khó mà đánh đổ nổi thầy. Yeah. À, bởi vậy khen là khen cái chỗ đó. Yeah. Thêm cái vấn đề thứ hai là cái hạnh của thầy, một cái hạnh của một tu sĩ nhẫn đối với ai cũng vậy, xưng con. Yeah. Không xưng thầy, không xưng tôi, không xưng ta. Ừ, cái đó là đặc biệt hay. Ờ đó, bởi vậy người ta mới có những cái nghiện mộ hiện hữu. Yeah. Mới có những cái săn đón quá mức như yeah. bây giờ. Thầy mà nói chuyện xưng con là hạ hấp mình xuống là rất là nhiều. Chứ thì đó, không nói với ai mà xưng cao, xưng thấp hay không,
Tại vì ông nói là ông là một người bình thường chứ còn chưa có phải là tu sĩ luôn. Dạ, một người công dân Việt Nam mình bình thường. À, tại sao? Tại vì thật sự là ông cũng chưa có thọ giới, chưa có giấy tờ thì ông nói vậy. Yeah. Nhưng thực sự ra mà nói luật pháp Việt Nam cũng không có cấm. Yeah. Ông tu làm gì ông làm chứ nhậm gì? Yeah. Mắc mớ gì? Miệng ở trong luật đạo ông không phạm và luật đời ông đừng chạm phải thì ông là cái người tự do, phải không? Đó, thế thôi. Và chúng ta dòm ngày cũng vậy, chúng ta phán xét vô cái vấn đề đó. Bây giờ tu sĩ thì nhiều mà chúng ta dòm ra các hạnh tu, chúng ta rõ ràng chấm ông này liền. Một người tu đầu tiên là chịu di hành để mà giáo hóa, dùng cái di hành, dùng cái pháp cực khổ của mình. Yeah. À, dùng cái cách tu thực sự là đầu đà. Yeah. À, tức là khổ hành, cái nào khổ là người đó. Nhưng mà thầy là ngủ bằng đêm là cũng ngủ ngồi không đó thầy? Nhìn ngủ ngồi à, thì đó là cái hạnh của người ta. Yeah. Tức là những gì đó đại đa số đều là thiền sư. Yeah. Mà khi nghỉ ngơi là người ta ngồi thiền. Yeah. Người ta tu mà lúc đi là đi, nhưng mà lúc ngồi người ta ngồi thiền, ngồi hiền thì ha. Lúc ngồi thiền đó thì ta ngủ luôn, nó dễ dàng lắm. Yeah. Tại vì quý Phật tử không có biết, chứ còn các thầy đã từng ngồi thiền thì người ta biết rằng cái ngủ ngồi rất dễ dàng, cũng như sư hả, sư cũng ngủ ngồi cũng dễ dàng, nó có gì đâu. Yeah. Là do gì? Do cái công năng tu tập mà thôi. Chứ nó không có gì lạ hết. Nhưng con muốn đạt được góc độ đó, con phải có cái tu tập, tức là cái tập luyện. Yeah. Bây giờ nè, thầy trở lại nè, có một cái cô này. Yeah. Là Phật tử. Yeah. À, cô nói nè, cô thách thức với thầy Minh Tuệ. Yeah. Cô nói thầy ngồi được 3 tiếng hồ không? Yeah. Ngồi thiền được 3 tiếng hồ không hả? Nói chuyện với cổ. Trời ơi, cái cổ đó mới thiệt là cổ ngu. Yeah. Hoặc là sư phụ của cổ không có dạy kỹ rồi sao không biết. À, hoặc là dạy kiểu sao không biết. Trời ơi, đối với ngày đó ông nội ơi, ông ngồi kiết dạ là chuyện rất bình thường. Đó là bình thường, là chuyện bình thường rồi. Ngồi là ngồi kiết dạ. Ngồi kiết dạ nó khỏe cái chân hơn mấy con. Yeah. Ít nhung nhét hơn luôn. Yeah. Cái thân nó vững luôn. Và công năng tu tập ta cao hay thấp là chỗ đó đó. Là chỗ đó đó phải không? Đó, cũng như sư phụ đi. Đó, sư phụ ngồi đi. À, không biết ngồi tu ngồi gì. À, ngồi là kiết dạ. Yeah. Ngồi mình ăn cơm uống nước cũng là ngồi kiết dạ. Yeah. Chứ ta là bình thường rồi. Mà cái đó là cái đặc biệt của người ta để người ta tu mà. Yeah. Người ta phải luyện chứ. Yeah. Phải không? Mà cô nói vậy, con nói vậy. Như thầy bây giờ là cũng như là tu tập nhiều năm rồi nè. Thầy có thể thầy lội một cây số lội bộ nổi không? Một vài cây số, năm mười cây số nổi chứ sao không con? Nổi ha. Nổi chứ. Đi vào không nhưng luôn. Mà nhiều quá nhỏ là không chơi nổi rồi. Thì bởi vậy sư đã nói là cái pháp môn ông em như thầy lão từ đây tới, cái lực cho tốt. Thầy lão từ đây tới cộng mỹ hận lão nói không hả? Tới cộng mỹ hận đây là nói xin lỗi đó, bằng cái chức yếu này, bệnh hoạn này. Yeah. Mà thầy muốn đi rồi đó ha. Yeah. Thầy đi thành phố đi thương nghe nhầm cái gì nói không thiệt đó nói không thầy. Ừ. Thầy đi được không? Thầy đó, thầy đang bệnh hoạn yếu đuối đó. À mà nói chuyện mà thầy nói nè, muốn đi á, muốn đi để cho hiểu rõ cái lực của thầy không á. Dạ. Mấy thử á, thầy đi thành phố luôn. Thành phố luôn. Đi bộ thành phố luôn chứ đừng có nói chuyện. Dạ, dạ đó. Nhưng mà tại nói này vậy, còn thở oxy mà phải không, thở oxy thì đi nổi. Dạ. Bởi vậy, mình đi vậy để làm gì? Để thách thức, để thi tố. Đi với ta đây là tuyệt vời. Mệt nó ra chịu. Dạ. Phải không? Không nếu con người mà buông bỏ ra hết mà là mấy chịu đựng như thầy mới hết nổi. Không thể nổi. Còn thầy đâu có buông bỏ nổi. Dạ. Thầy còn có đóng nè, thấy không? Dạ. Thầy còn cái bệnh của thầy đó, nước sát bên ông là trời đất ơi. Như không buông bỏ nổi là mình không có đi nổi như thầy. Đi không có nổi hết. Không ăn cơm được rồi đi sao nổi. Nhưng thầy Minh Tuệ đi là không có nói xa, nói gần gì hết. Đi chừng nào mà tới ngày mắt thì thôi. Đó. Không phải là tới ngày mất đâu con, mà cái pháp tu người ta đó. Yeah. Có thể ở trên cái đường đạo người ta gặp cái duyên ở chỗ nào đó thì người ta có thể trụ lại cái chùa cái am tại đó, người ta tu tại chỗ tới cái duyên ha. Đi hoài ai đâu mà đi hoài
có cái duyên thì trụ lại. Dạ, có cái duyên là mình hợp là mình trụ lại ha. Trụ lại, rồi hết duyên đi, rồi trụ đi trụ. Vậy là chứ không ai cũng vậy. Nhưng mà thầy Minh Tệ nói là mà chuyện với ai cũng là một tiếng con, hai tiếng con hay xưa thầy? Thì cái đó đó con, cái đó là cái cũng bởi vậy là một trong những cái độc đáo của ông. Ông có ba cái mà người ta chú ý nhất. Một là cái hạnh tu quá tuyệt vời. Quá khổ, quá khó mà ông chọn duy nhất mình ông. Hai là một tu sĩ không nhận tiền cúng dường. Ba là nói chuyện với ai bất cứ về đệ tử hoặc ai cũng xưng con. Ba cái hạnh đó đã đáng được Phật tử tán thán, đáng được chúng ta khen tặng rồi. Và ở trên cái hành đạo của ngài, chúng ta xét đúng xét sai là gì? Trong giáo lý Phật giáo ngài có phạm không? Có phạm gì vào cái lỗi của Phật giáo không? Mình thấy hoàn toàn không có ha. Và cái lỗi đối với xã hội, đối với cuộc đời, đối với này kia, ngài có phạm phải không? Ngài cũng không có phạm phải cái lỗi gì phải không? Thì đó, thành ra chúng ta chỉ có cái khen tặng thôi chứ không có cái mà chê bai và kích bác ngài được. Theo như thầy là thầy hích Minh Tệ trời mưa thầy cũng vẫn đi bình thường ngoài vậy thầy? Đó, đang đi mà, đang đi, thí dụ đang đi trên cái bước lữ hành mà đang đi trên đường đó rồi mưa dầm xuống rồi chỗ ở đâu mà tránh đó. Thật ra họ thường là thầy có thấy cái thầy Minh Tệ cầm mấy chai nước suối mà trong đó có nước màu vàng là thầy biết gì không? Cái gì? Là nước tiểu của thầy Minh Tệ đó. Thầy tiểu đó xong mà đến nơi quy định thầy mới bỏ chứ thầy không có tiểu ở ngoài chỗ này đúng chỗ kia. Tại vì cái người tu đó người ta có cái cách vệ sinh rất là đặc biệt, cũng như sư cũng vậy. Thí dụ ha, tại sư mặc đồ nữa, sư muốn đi vệ sinh, các con ngồi gần đó mà sư, các con ngồi bình thường ra sư đi vệ sinh các con cũng không có biết nữa. Tại vì nội cái độ sư ngồi nó bung à, ở dưới sư người ta đi lỗ mèo biết không? Cái kiểu là đàn ông á đi lỗ mèo móc đất á, khoét cục đất tại ở dưới mình á, dưới đất mình á, móc cục đất lên đi cầu xuống đó lấy cục đất lên đáp lợi là không có hôi thối vậy chân á, bình thường rồi. Đi lỗ mèo, còn đi tiểu thì ổng thủ theo cái chai, ổng đang đi ổng đi tiểu cũng được. Này kia chứ con làm sao mà đứng đâu đi tiểu bây giờ? Phải không? Ông bà dùng cách đó là tại do gì? Phật tử theo quá đông. Phải không? Phật tử quá đông rồi quay phim quay đồ này kia đó. Bữa nay là con thấy trên clip là rất là đông Phật tử đi theo luôn. Rồi làm vậy là có trở ngại lắm cho sư. Bởi giờ có những cái clip sau này đó, sư nói cho Phật tử biết hiểu cái pháp tu của ông này tuyệt vời vậy đó, chúng ta tán thán, chúng ta khen tặng, chúng ta nể phục, nhưng chúng ta phải nhớ rằng ngài vẫn là một phàm nhân như chúng ta mà thôi. Nhưng chẳng qua ngài có cái công năng tuyệt vời, ngài có cái tâm đạo tốt quá đi ha, thành ra được bà con thương yêu tán thán. Nhưng đừng vì vấn đề đó mà làm hư cái hạnh tu của ngài thì tội nghiệp. Thấy không? Là vậy nè con. Các bà tử nè, nghe sư nè, các thầy đó con thấy rõ ha. Thầy nói các con để thầy tuệ này không có ham danh lợi đâu. Người ta ham danh lợi thì người ta đâu có từ chối cái nhận cúng dường. Mà cái đặc biệt nhất trên cuộc đời hiện thụ hữu á là tiền. Là cái chữ tham. Mà ngài cái chữ đó không có rồi thì sân mình thấy cũng nhẹ rồi. Dòm gương mặt ngài từ đầu tới cuối clip này clip kia, gương mặt bình thường hoặc vui vẻ chứ không có buồn thấy chưa. Thì tức là cái sân không thấy rồi đó. Cái si đây là nói về cái nội tâm si mê của ngài ở trong tâm ngài, sao ta vô đó biết. Nhưng chúng ta thấy là cái tham không có, xong có ly dứt khoát cái si không bao giờ có. Thành thử ra Phật tử nhìn thấy cái hạnh đó, nhìn thấy cái hạnh tuyệt vời đó của một tu sĩ mà ít ai gặp, ít ai có. Rồi thành thử ra
các Phật tử người ta thương yêu, người ta gặp ngài gần như là người ta gặp Phật sống vậy đó. Người ta quỳ, người ta lại ngài. À, người lớn con nít về này kia cũng vậy, à, người cao kẻ thấp nhiều vậy, có nhiều người đó con gặp ngài mừng rỡ, cái mừng rỡ của họ mà họ khóc nức nở luôn. Dạ, tới mức độ vậy đó, tới mức độ ngưỡng mộ vậy đó con biết á. Ừ, nhưng cái gì cũng vậy, chúng ta thương ngài thì chúng ta cũng phải giữ, à, đừng để làm gì mà phiền phức quá, bám sát ngài quá thì cũng là không tốt, không tốt cho cái hành pháp của ngài hiện hữu. Ha, tại sao cái hành pháp của ngài là ngài kinh hành đi ngoài đường từ đây sang đó xứ này xứ kia, à, mà bây giờ các Phật tử đi theo vậy làm trở ngại cái sự đi đó thì là cũng là khó khăn cho ngài. À, một phần. Dạ, một phần. Dạ, sư phụ ơi, con thấy là có một số Phật tử tiếp cận với thầy Thích Minh Tuệ và có đăng một số video là nói thầy Thích Minh Tuệ khoảng 15 ngày mới tắm một lần, nhưng mà sao kỳ lạ là cơ thể của ngài lại không tỏ ra những cái mùi hôi, cái mùi hôi mà lại có giống như là một mùi thơm, là lý do tại sao sư phụ? Nè con, cái đơn giản lắm, một tháng luôn, tháng tắm một lần. Các thầy đó các con biết có nhiều gì dài tháng. Rồi mưa sư phụ ơi. Mưa luôn không ơi. Mưa rồi. Mưa kệ. Để thầy nhòi luôn. À, rồi cho dứt cái clip này đi, để trả lời cho hết. Con nói cái vấn đề thầy đó chưa tắm mà cái mình không hôi á. Dạ. Đấy nè, cái vấn đề thứ nhất là ngày không có ăn đậm đồng nhập. Nước tiểu cũng không có khai nữa. Nước tiểu á. Dạ. Không có khai như mấy con ngoài đời đâu. Cái thân người ta đi cũng vậy nữa. Cái đạm thực vật nó không có hôi thối quá mức cũng vậy, đạm thực vật đó không? Hết tất cả những cái chuột của người ta làm gì cũng còn đỡ hơn các con. Ha, thầy tự ra nó lớn rồi. Thôi thầy ơi, dừng đi thầy ơi. Nó lớn rồi, bắt đầu trễ rồi. Thầy vô trong ngồi nghỉ đi.